Dân chủ ở Mỹ có một số điểm đặc biệt, thậm chí có thể nói là khác thường. Và trên thực tế cách đây không lâu nên dân chủ xứ cờ hoa từng chịu công kích không hề nhỏ. Hiện tại, trong lúc bầu cử Tổng thống Mỹ đang là từ khóa nóng nhất, dư luận trên thế giới lại ít nhiều đặt ra câu hỏi. Vậy nền dân chủ của nước này hiện như thế nào? Mỹ có thật sự dân chủ như họ vẫn tự hào với thế giới hay không? Đó chính là chủ đề của chương trình bình luận quốc tế ngày hôm nay. Theo nhận xét của Deutsche Welle, một hãng truyền thông lớn của Đức, trong suốt một thời gian dài, nước Mỹ luôn tự coi mình là một nền dân chủ mẫu mực. Một quốc gia mà các nước khác có thể nhìn vào, học hỏi khi xây dựng nền dân chủ của riêng họ sau khi giành được độc lập hoặc thoát khỏi các chế độ độc tài. Suy nghĩ ấy được bộc lộ qua phép so sánh thành phố trên đồi. Từ thời của cựu Tổng thống John Kennedy đến thời của cựu Tổng thống Barack Obama, nhiều chính trị gia đã ví Mỹ là một ngọn hải đang rực rỡ, thu hút ánh nhìn của mọi người, cho rằng nước Mỹ thật đặc biệt, đóng vai trò là ngọn hải đang hy vọng cho thế giới. Năm 1961, Tổng thống đắc cử Kennedy khi ấy nói rằng thế giới vẫn đang dõi theo Mỹ cũng như nền dân chủ của nước này và rằng các chính quyền của chúng ta ở mọi ngành, mọi cấp độ, quốc gia, cấp tiểu bang và cấp địa phương đều phải là một thành phố trên đồi. 60 năm sau đó, ngày 6 tháng 1 năm 2021, ánh nhìn của thế giới cũng đều hướng về nước Mỹ. Ngày hôm ấy, một đám đông gồm những phần tử cực đoan cánh hữu được khích lệ bởi Tổng thống đương nhiệm khi ấy là ông Donald Trump đã tràn vào điện Capitol với ý định ngăn cản, làm gián đoạn quá trình chuyển giao quyền lực dân chủ sau cuộc bầu cử vào năm 2020. Và mới đây hơn, trong một cuộc khảo sát năm 2023 do hãng thông tấn Mỹ AP phối hợp với Đại học Chicago thực hiện, chỉ có 10% số người tham gia khảo sát cho rằng nền dân chủ ở Mỹ đang hoạt động rất tốt hoặc cực kỳ tốt. Vậy sức khỏe nền dân chủ ở nước Mỹ hiện nay như thế nào? Quanh thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 hết sức quan trọng này. Quốc hội Mỹ không khơi dậy được lòng tin vào nền dân chủ. Có thể nói rằng, nền dân chủ Mỹ hiện tại đang đối mặt với nhiều thách thức, mà một trong số đó là sự mất lòng tin của công chúng vào quốc hội và các cơ quan chính phủ. Chuyên gia Michael Bachman, Giám đốc Viện Nghiên cứu Nền Dân Chủ Mark Carney và là một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học bang Pennsylvania, nêu quan điểm. Tôi nghĩ là công bằng khi nói rằng người Mỹ hiện không có nhiều niềm tin vào các cơ quan chính phủ. Họ nhìn vào một quốc hội đang hoạt động không tốt chút nào, và họ cũng đang nhìn vào một số vấn đề khó mà chính phủ chưa thực sự giải quyết được, chẳng hạn như tình trạng bạo lực súng đạn và vấn đề biến đổi khí hậu. Với việc không đủ khả năng để lựa chọn một nhà lãnh đạo, thế đa số của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đã làm tê liệt Quốc hội Mỹ trong nhiều tuần vào tháng 10 năm 2023. Nhưng ngay cả khi không có những sự gián đoạn như vậy, việc thông qua bất kỳ đạo luật nào ở cả hai viện của Quốc hội Mỹ gồm Hạ viện và Thượng viện cũng rất chậm chạp, xuất phát từ nguyên nhân là sự chia rẽ sâu sắc giữa Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ. Vanessa Williamson, chuyên gia cao cấp tại Viện Brookings, phát biểu: rất khó, thậm chí đôi khi là không thể nào thông qua luật pháp, ngay cả khi có đa số áp đảo công chúng ủng hộ một biện pháp nào đó. Đang tồn tại một sự bất ổn nghiêm trọng ở Washington. Mỹ suýt đã không chuyển giao quyền lực hòa bình. Sự phân cực gay gắt, khoảng cách giữa người ủng hộ Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa, đồng nghĩa với việc ít nhất một nửa xứ cờ hoa có thể sẽ rất không hài lòng với nhiều quyết định mà chính phủ đắc cử đưa ra. Sau các cuộc bầu cử năm 2020, nhiều người Cộng Hòa mà dẫn đầu là ông Trump đã tỏ thái độ không hài lòng với kết quả bầu cử đến mức họ cố phớt lờ chúng, đưa ra tuyên bố sai lệch rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp khỏi tay họ. Và dẫn tới đỉnh điểm là một đám đông tin vào điều đó đã xông vào điện Capitol. Chuyển giao quyền lực một cách hòa bình là một trong những đặc điểm đặc trưng của nền dân chủ, và điều đó suýt chút nữa đã không xảy ra ở Mỹ. Tôi nghĩ rằng những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1 ấy và việc một bên từ chối chấp nhận kết quả bầu cử là rất có hại cho một nền dân chủ. Vì việc chấp nhận kết quả bầu cử là trọng tâm của những hoạt động chính trị dân chủ, chuyên gia Bergman cho hay. Thắng phiếu phổ thông chưa hẳn đã thắng. Deutsche Welle cũng đưa ra nhận định rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi niềm tin vào các thể chế dân chủ đã giảm sút trong những năm gần đây. Nhưng bên cạnh đó, còn có điều khác mà người ta có lẽ không mong đợi sẽ xảy ra tại một quốc gia như Mỹ. Chuyên gia Williamson chỉ ra, bên cạnh những hình thức suy thoái, xói mòn dân chủ gần đây, Mỹ còn có nhiều thực tiễn phản dân chủ kéo dài. Đáng chú ý nhất trong số đó phải kể đến điều mà nghe qua không ít người thấy thật khó hiểu. Người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống không nhất thiết là người nhận được nhiều phiếu bầu nhất.
Ví dụ thực tế gần đây cho câu chuyện này là việc ông Donald Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Mặc dù đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, nhận được nhiều hơn ông Trump khoảng 2,9 triệu phiếu bầu. Vì sao lại có thể xảy ra tình trạng này? Nguyên nhân là do hệ thống cử tri đoàn. Ở Mỹ, mỗi bang trong tổng số 50 bang có một số lượng đại cử tri nhất định, tùy thuộc vào quy mô dân số. Ứng cử viên nào giành được đa số phiếu của người dân trong một bang sẽ là người nhận được phiếu đại cử tri của bang đó. Chẳng hạn, California là bang đông dân nhất nên có số lượng đại cử tri cao nhất là 54. Ứng cử viên nào có nhiều người dân California bầu chọn nhất sẽ nhận được toàn bộ 54 phiếu đại cử tri này, ngay cả khi họ chỉ thắng phiếu phổ thông ở California với chênh lệch nhỏ. Các bang nhỏ hơn như Vermont hay Nam Dakota chỉ có 3 phiếu đại cử tri, nhưng cách thức cũng vẫn như vậy. Để giành được chiếc ghế tổng thống, một ứng cử viên phải chiến thắng ở đủ số bang để đạt được 270 phiếu đại cử tri hoặc hơn. Vì thế, người giành chiến thắng ở các bang với chênh lệch nhỏ có thể trở thành tổng thống, mặc dù tổng số người dân Mỹ bầu cho ứng viên khác lại nhiều hơn. Thượng viện Mỹ, một thiết chế rất không dân chủ. Một phần khác nữa trong hệ thống chính trị Mỹ không phản ánh một nền dân chủ hoàn hảo, đó là Thượng viện. Mỗi bang của Mỹ có 2 thượng nghị sĩ trong Thượng viện, bất kể quy mô dân số của bang thế nào đi chăng nữa. Điều đó có nghĩa là ở một số bang, một thượng nghị sĩ đại diện cho vài trăm nghìn người, trong khi ở một bang khác, một thượng nghị sĩ đại diện cho vài triệu người. Khi Thượng viện đưa ra quyết định, lá phiếu của mỗi thượng nghị sĩ có trọng lượng hoàn toàn bằng nhau, dù họ đại diện cho số lượng người dân rất khác nhau. Chuyên gia Bergman gọi Thượng viện Mỹ là một cơ quan rất phản dân chủ. Và chuyên gia Williamson nói rằng, do cách tổ chức Thượng viện nước này, các khu vực đông dân nhất bị thiếu tính đại diện nghiêm trọng trong quá trình lập pháp. Nói đi cũng phải nói lại, Mỹ có thể không phải là một nền dân chủ kiểu mẫu như họ vẫn tự hào khoe với thế giới. Nhưng người dân Mỹ đến nay chưa từ bỏ nền dân chủ ấy. Nhiều người đang tham gia nhiều hơn, thể hiện sự can dự lớn hơn. Minh chứng là số lượng cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã vượt quá 65%, cao hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong hơn 100 năm trước đó. Về điều này, chuyên gia Bergman nhận xét, người ta nhìn thấy sự tham gia chính trị ngày càng tăng trong 8 đến 10 năm qua. Và tôi nghĩ đó là điều quan trọng. Tự chung, như đã phân tích ở trên, nền dân chủ Mỹ hiện đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự mất lòng tin vào quốc hội và các cơ quan chính phủ, sự phân cực chính trị nghiêm trọng giữa các đảng phái và sự thiếu đại diện công bằng trong hệ thống cử tri đoàn và thượng viện. Dù có những vấn đề này, mối quan tâm và sự tham gia chính trị của người dân Mỹ đang tăng lên, và nhiều người vẫn tiếp tục hy vọng vào việc cải thiện nền dân chủ của xứ cờ hoa.